Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 8 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp và thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đáng sưu tầm với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 5 kg chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000, và 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70 cho đến 80.000 thôi, nên là cô chú anh chị yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô sơn thủy tiên. Em sẽ quay xa để cô chú anh chị có thể nhìn thấy rõ nhất cái lô sơn thủy tiên ạ. Cái lô sơn thủy tiên cô chú anh chị thấy là hàng xanh mướt như này, cắt tỉa rất là kỹ luôn, đa số đều là những giả hành còn thân lá và có thể cho hoa cô chú anh chị nhé. Với giá em bán là 180.000 cho 1 kg dòng sơn thủy tiên. Và cô chú anh chị thấy là dòng sơn thủy tiên với cả hoàng lạp thì giả hành của nó khá là giống nhau, thân lá cũng vậy, nhưng mà sơn thủy tiên lá sẽ dày hơn nhé, và cái giả hành nó căng hơn, và khi mà đến mùa hoa, hoa sẽ dày bông hơn, cũng như là cái hoa cánh hoa sẽ dày hơn, đấy, chùm hoa sẽ dày bông hơn. Đó là cái dòng sơn thủy tiên so với hoàng lạp nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hài hài dâu xanh. Dòng lan hài dâu xanh này thì với cái hình dáng của cái bông hoa như những chiếc mang hình dáng của những chiếc hài với những cái chòm dâu dài rất là độc đáo và đẹp luôn. Và cái dòng hài dâu xanh thì hôm nay vừa khai thác luôn, cực kỳ là tươi. Hiện tại thì cây đang bắt đầu lên thì mầm chồi tơ gốc mới như vậy này, nên là đây là cái thời điểm rất là đẹp, cái thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái cây hài dâu xanh xanh ạ, cho sân vườn của nhà mình. Em bán chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng nhá. Dòng lan nhất điểm hồng xanh mướt như thế này đó, cây cứng cáp và hoàn toàn đều là những cái mầm đã thắt ngọn rất là đẹp. Cái dòng này thì với những cái hoa màu trắng và họng điểm một xíu xíu hồng thôi, như cái giống như cái tên của nó, cánh hoa trắng mượt là luôn ạ. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg dòng nhất điểm hồng. Và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng, một cái lô hàng cực kỳ là mướt là đẹp luôn như thế này đó. Dòng bình thường cái dòng kiều vuông cánh trắng này thì em nghĩ là mọi nơi người ta sẽ đều bán từ 230 đến 250 ạ. Tuy nhiên thì cái lô hàng hôm nay thì em vẫn bán với giá là 220.000 cho 1 kg cho cô chú anh chị sưu tầm nhé. Dòng kiều vuông cánh trắng cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết, lô hàng hôm nay vừa về ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc, hoa tam bảo sắc. Thì nói chung là trong tất cả mặt bông thì có lẽ cái mặt bông mà em mùi hương mà em thích nhất đó chính là cái mùi hương của dòng tam bảo sắc này này. Trầm cũng rất là thơm nhưng mà em lại cảm thấy rất là thích, rất là mê cái dòng dáng hương tam bảo sắc này, một cái dòng hàng quốc dân giá rất là rẻ mà mùi hương thơm của nó thì phải nói là cảm thấy nếu như mà không được thưởng thức mùi hương trong một năm mà không được thưởng thức mùi hương tam bảo sắc thì thực sự là một cái điều mà rất là tiếc nuối luôn với em ấy ạ. Đấy, cái dòng dáng hương tam bảo sắc hàng vừa về tươi giói rất là đẹp như thế này, dễ thuần dễ chăm mà hoa thì vô cùng là thơm, thân lá đẹp. Với giá em bán chỉ có 160.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn ạ. Đẹp, cô chú anh chị nhìn cho em, cây vừa rất là xinh. Cho ai yêu mến cái mùi hương thơm dịu dàng, cái màu hoa trắng thanh khiết ạ. Em bán cái dòng này với giá là 160.000 cho 1 kg. 160.000 trong 1 kg cái dòng dáng hương bạch nhạn, và em sẽ bán từ 0,3 kg. Với 0,3 nó sẽ rơi khoảng tầm 9 cây cho đến 11 cây em nghĩ là như vậy. Và sau bên này là dòng hoàng lạp này, cô chú anh chị này. Đấy, lúc nãy sơn thủy tiên còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp thì là nó sẽ mỏng hơn, nhỏ hơn. Đấy, bông hoa cần hoa của nó cũng sẽ so với sơn thủy tiên nó cũng sẽ không dày bông bằng nhá. Em bán hoàng lạp với giá 130.000 trong 1 kg. Sau bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím. Cái dòng này thì hoa của nó, hương của nó giống như là cái mùi hương của tam bảo sắc, cô chú anh chị ạ, như là đậm đà mùi hương hơn. Và đây là những cái giò quế tím nở sổ bông.
khuôn bông hoa của nó cũng như vậy cô chú anh chị ạ. Đấy, khuôn hoa của nó như vậy nhưng mà cái sắc hoa sẽ là tím đậm rất là đẹp. Đấy. Cái mùi hương thì rất là đậm đà cái mùi hương của nó ấy. Em bán với giá là 150 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg. 0,3 thì nó cũng sẽ rơi khoảng tầm 8 cho đến 11 cây. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây giáng hương đuôi sóc này. Là xếp rất là xinh căng mướt như thế này ạ, nhìn rất là yêu thương luôn ạ. Em bán giáng hương đuôi sóc này với giá là 120.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan giáng hương đuôi chồn, một cái dòng hàng mà hoa rất là sai bông cũng như là bền, rất là bền hoa giống như đuôi cáo, nhưng mà cái dòng này nó sẽ rất là bền hoa nhé. Em bán cái dòng giáng hương đuôi chồn này, cây vừa vừa xinh xinh luôn và rất là vừa tầm ghép đẹp luôn ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và sau bên này đây sẽ là dòng lan hài Henry, hôm nay cũng vừa mới về đấy ạ. Hài Henry hiện tại thì một số cây lác đác là đang bắt đầu là có mèo nụ như thế này, là những cây mà có nụ sớm. Còn những cây nào mà có nụ muộn ấy thì là hiện tại là chưa nhú nụ. Nên là cái thời điểm bây giờ cô chú anh chị mà sưu tầm ấy là mình sẽ có một cái mùa hoa trọn vẹn nhất từ những cây hài Henry này. Và cô chú anh chị nhìn cho em, đây là mặt bông của dòng lan hài Henry nhé, rất là đẹp luôn. Cái cây thì bé nhỏ nhưng bông hoa khá là lớn, hình dáng chiếc dày màu hồng, cánh sáp và hoa cánh cái hình dáng dày này rất là dày dặn và rất là bền hoa nhé. Dòng lan hài Henry với giá em bán là 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg ạ, 0,3 kg để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hỏa hoàng cam với những cái chùm hoa vươn thẳng đứng mang hình dáng màu cam lửa rực rỡ ạ. Dòng hỏa hoàng cam em bán với giá là 300.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg nhé. Đấy, 0,2 cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình những dòng hoa cam rất là đẹp rồi. Sang bên này đây thì em vẫn có dòng lan hoàng nhạn tháng 4, được coi là chị em song sinh với cả dòng lan hoàng nhạn tháng 8 đây ạ. Đó. Và ở đây ạ, em sẽ bán với giá là 600.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,1 kg. Với 0,1 kg thì cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 5 cây hoặc là 6 cây. Đây. Cái 0,1 kg cô chú anh chị có thể được một lô như thế này rồi. Đó, nó chỉ rơi vào 60.000 thôi, được một giỏ hoàng nhạn rất là đẹp rồi. Cái dòng này thì nó giống hoa của hoàng nhạn tháng 8 y luôn cô chú anh chị ạ, chẳng qua chỉ khác màu hoa thôi, kể cả về thân lá. Nếu như lẫn lộn với cả hoàng nhạn tháng 8 thì người ta cũng sẽ không nhận ra, nhưng mà một cây hoàng nhạn tháng 8 như thế này là cho vài trăm nghìn rồi cô chú anh chị nhé. Đấy, thay vì thưởng thức những cái cây lan rất là đắt đỏ của dòng hoàng nhạn tháng 8 thì mình có thể sưu tầm những cây hoàng nhạn tháng 4 rất là đẹp như thế này ạ. Và bên này thì em có hai lô kiều dẹt. Còn có hai lô kiều dẹt, mỗi một lô đủ cô chú anh chị là một giò rất là xinh. Lô này em gọi là lô số 1, em bán với giá 120.000. Và lô số 2 với giá là 140 cô chú anh chị nhé. Dòng kiều dẹt là một trong những dòng lan ha, dòng lan kiều mà gọi là hiếm nhất cũng như là đẹp nhất trong tất cả những dòng lan kiều ấy cô chú anh chị. Sau bên này thì em có những cây đai châu này. Dạ, đây là dòng đai châu rừng bắc trụ nhá. Dòng đai châu rừng bắc trụ xin phép bán với giá là 320.000 trong 1 kg. Và cô chú anh chị thấy là cây lớn và bản lá mít dày cộp như thế này ạ. Số cây 1 kg nó sẽ rơi khoảng tầm 4 cho đến 8 cây. Tầm thời điểm bây giờ cô chú anh chị về trồng ấy, thì cây sẽ đến mùa là cây sẽ đến Tết ạ. Cô chú anh chị sẽ có giò lan rất là đẹp để mà thưởng thức hoa luôn nhé. Cây vừa mới bán rễ vừa thuần xong cũng là cái mùa hoa luôn. Thời điểm rất là đẹp. Sang bên này thì đây là những cái cây đai châu màu hồng cấm. Một cái dòng đai châu mà được lai tạo từ cái cây đai châu Thái, cái mặt bông của dòng châu Thái với cả một cái cây lan khác, tạo ra một cái cây lan mà vừa đẹp về thân lá, đẹp về hoa cũng như là hương thơm tuyệt vời. Đây là cái dòng đây là mặt bông của dòng dòng đai châu hồng gấm này nhá quý chị nhá. Đây ạ, mặt bông của nó đây rất là đẹp. Và mỗi một cây châu hồng gấm như vậy rơi vào ít nhất là 7 cặp lá, với giá em bán 210 cho một cây. Còn sang bên này đây sẽ là những cây đai châu màu đỏ sắc pháo. Đây ạ. Châu đỏ sắc pháo của chú anh chị nhá. Cây rất là đẹp, rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Cô chú anh chị có thể mua về làm quà tặng cũng như là có thể sưu tầm để thưởng thức hoa Tết này. Đây là những cây đã rất là lớn, bản lá mít cực kỳ là đẹp, với giá em bán chỉ có 220.000 cho một cây đâu châu đỏ sắc pháo này thôi. Sang bên này sẽ là những cây châu hồng cánh sen. Dạ, những cây châu hồng cánh sen này cô chú anh chị này. Hồng cánh sen hay là đỏ sắc pháo, hồng cánh sen hiện tại đang là một cái bông coi là đắt nhất trong tất cả cái mặt bông của dòng đai châu ấy cô chú anh chị. Cái hồng cánh sen em cũng bán 220 cho một cây nhé. Những cây này thì vừa rồi là đã cho hoa hết rồi.
dòng lá kẻ gân rất là đẹp, 220 cho một cây. Đó. Đai châu hồng cánh sen hay đỏ sắc pháo đều là hai cái mặt bông mà cô chú anh chị có thể chơi thưởng thức rất là phù hợp cho những ngày Tết. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng long bào lá biên. Dòng hoàng long bào lá biên hay còn gọi là dòng dòng lan hoàng long bào lá biên hay còn gọi là lá phát tài. Cái dòng lan này này thì người ta quan niệm nhá, cái dòng lá biên hay còn gọi là lá phát tài này, người ta quan niệm đó là cái dòng lan mà mang lại cái sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Và nếu như cái dòng lá biên này mà nó là cái cây rừng ấy thì giá của nó là cực kỳ là đắt đỏ luôn cô chú anh chị nhá. Rất là đắt đỏ luôn nếu mà nó là những cái cây rừng ấy. Còn đây là cái cây mà được tạo giống hoàng long bào lá biên. Và cái cây này ấy, thì cô chú anh chị thấy là mình không chỉ có ngắm lá đẹp mà ngắm hoa cũng rất là xuất sắc luôn như thế này. Đấy, mình không chỉ ngắm hoa mà ngắm lá không đã đẹp rồi, nhưng mà kết hợp với nó là cái mặt bông cực kỳ là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó. Và cái dòng lan hoàng long bào lá biên này, dòng địa lan này này, một chậu như vậy là sẽ rơi vào ít nhất là 3 thân ạ. Ít nhất là 3 thân cô chú anh chị nhá, rất là xinh luôn. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 160.000 cho một chậu thôi, dòng lan hoàng long bào lá biên. Đó, một cái cây lan cực kỳ là đẹp và hoa cũng rất là tuyệt vời. Và bên này đây cũng là cái dòng địa lan. Ở đây thì em có dòng địa lan hương cát cát hay còn gọi là hương cách cách. Là một cái dòng địa lan mà cái mùi hương thơm của nó thì phải nói là tạo ra cái cảm giác vô cùng là thư giãn. Cái mùi hương thơm dịu nhẹ nhàng rất là tuyệt vời luôn. Và một cái chậu hương cát cát như thế này này, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là hiện tại thì là có những cái bông hoa nó đang nở như thế này rồi. Và có những cây thì đang bắt đầu là nụ lên. Đấy, cũng có những cây là nụ rất là ngắn bởi vì đây này cô chú anh chị này. Đấy, nụ cao cũng có những cây là nụ ngắn. Hương thơm thì quá là quyến rũ luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu lan như thế này, cái độ bền của nó là trên 2 tháng cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì đấy, nó có nụ cao nụ thấp như thế này thì em nghĩ là cô chú anh chị về có thể được thưởng thức một chùm lan, một cái chậu lan mà có thể nở hoa trong cái thời gian rất là dài. Bởi vì cái chậu này rất nhiều giả hành, rất là sum suê. Và một cái chậu lan hương cát cát như vậy ạ, em xin phép được bán 230 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. 230.000 cho một cái chậu hương cát cát. Đứng ở đây mà không muốn rời ra bởi vì cái mùi hương thơm của nó rất là thơm, rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Trời ơi, cái mùi hương thơm cái nhẹ nhẹ rất dịu dịu, rất là thích luôn. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái cây, đây cũng là cái dòng địa lan, là dòng địa lan quân tử cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Nhờ cây này rất là to luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cây rơi vào rất nhiều cặp lá như thế này, cây sai đại. Cây này thì Tết này có thể cho cô chú anh chị hoa rồi. Cái dòng lan quân tử này này, nó mang một cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Cũng như là ngoài cái mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời thì cái cây này nó có thể khi mà cô chú anh chị trồng trong nhà, trong phòng khách hay là phòng ngủ ấy, hay là bàn làm việc chẳng hạn như vậy, thì nó có thể tạo ra một cái không gian rất là xanh đẹp. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp mình loại bỏ những cái chất khí độc hại, loại bỏ những chất khí độc hại này, loại bỏ những tia sóng điện từ ở trong không khí rất là tốt luôn cô chú anh chị nhé. Đấy, nên là em nghĩ rằng đây là một cái cây mà lan mà rất là đáng sưu tầm, đáng trồng ở trong nhà cô chú anh chị ạ. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ có 70.000 thôi. Cô chú anh chị nào lấy cả 3 chậu em sẽ để giá 200 nhá. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Lá xếp thẳng tắp tắp, cây cực kỳ là đẹp. Một chậu như thế này rơi vào ít nhất là 6 thân. Đấy, một cây chậu rơi vào ít nhất là 6 thân rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Dòng lan hoa siêu thơm và màu đỏ thắm rất là đẹp. Em bán một cái chậu trầm cổ hay trầm thanh củi như vậy với giá là 180.000 cho một chậu nhá. 180 cho một chậu. Còn sang bên này cô chú anh chị nhìn cho em, đây là những chậu trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị nhìn và cảm nhận giúp em rất là đẹp đúng không ạ? Cái chậu hoa rất là to, cũng là cái dòng hoa tím đậm, cũng nở vào thời điểm Tết ạ. Chậu rơi vào ít nhất 4 thân rất là đẹp như thế này. Em bán với giá 140 cho một chậu thôi trầm rồng đỏ. Bình thường thì cô chú anh chị thấy là giá của trầm rồng đỏ mỗi một thân thường là không rơi dưới 100.000 đúng không ạ? Còn đây là chậu rơi vào 3-4 thân. Đó, cực kỳ là khỏe và đẹp như thế này. Và sang bên này sẽ là những cái giò đen đô xuân. Dòng đen đô xuân hiện tại đã đứng hết ngọn rồi đây cô chú anh chị này. Một chậu cũng rơi vào rất là nhiều thân và dòng đen đô xuân thì rất là nhiều màu sắc. Bất kể màu sắc nào cũng rất là đẹp. Em bán một cái chậu đen đô xuân như vậy với giá 140. Sau bên này sẽ là những cái giò kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy ạ. Dòng kim điệp xuân hay kim điệp giấy hiện tại đã bắt đầu đứng hết ngọn rồi, mắt nụ chìm bên dưới rồi đây cô chú anh chị này. Đó, và một cái giả hành như thế này cô chú anh chị nhìn thấy là có vài ba cái mắt nụ và ứng với nó sẽ là vài cái chùm hoa vàng rất là to cô chú anh chị nhá. Đấy, một bảng như thế này nó sẽ rơi vào ít nhất là 10 thân ngắn dài ạ.
Em bán, xin phép bán với giá chỉ có 140.000 cho một bảng thôi nhé. 140 cho một bảng. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái ca lan cắt này à. Dòng lan cắt một lá bông đại và được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Không phải tự dưng mà cái cây lan này được coi là mệnh danh là nữ hoàng của loại lan đâu ạ. Cô chú anh chị mà chơi lan lâu ngày thì biết được cái vẻ đẹp của dòng lan cát rồi đúng không ạ? Đấy, cây lan mà rất là mật bông, rất là đáng thưởng thức. Đấy, một chậu cát như thế này rơi vào ít nhất là 5 hướng, 2, 4, 5. 5 hướng trở lên cô chú anh chị nhé, 5 thân trở lên, cây mẹ cây con rất là đẹp. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi, rất là khỏe luôn. Đấy, nói chung là cái hàng này nhiều mặt bông, tuy nhiên thì cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào cũng không thể nào mà cũng sẽ làm cô chú anh chị hài lòng hết, bởi vì cái mặt bông của nó rất là đẹp. Bên này thì em vẫn có những cái cây lan hài, dòng hài đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái bông hài mà nó khi mà mình trồng thuần nó nở trong chậu nó rất là xinh đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Bông hoa rất là lớn luôn. Đây là dòng hài mau die xanh nhá. Mấy chậu hài mau die xanh này rơi vào ít nhất là 2 cây thuần trong chậu to và đẹp như vậy, với giá em bán là 250 cho một chậu. Lecochilium với dòng hài hoa rất là thơm, cây mẹ cây con có 150.000 cho một chậu thôi. Và bên này sẽ là cái dòng lan hài, đây là cái cây lan hài gì đây nhỉ? Vân Nam. Dòng lan hài Vân Nam này em bán với giá là 120.000 cho một chậu nhé. Bên này sẽ là dòng lan hài Henry. Ở đây là em đang có một cái chậu thuần ở trong chậu và đang có một cái nụ ở đây. Đấy thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân bên kia hoặc mua theo chậu này cũng được. Em bán chậu này là 100.000. Đấy thì nói chung là cái hàng cân ấy nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cô chú anh chị lấy 45.000 ba lạng thôi là được thoải mái mà trồng rất là nhiều chậu luôn rồi cô chú anh chị ạ. Này đây sẽ là cái dòng lan hồ điệp này. Cái dòng lan hồ điệp vàng công chúa, mỗi một cây như thế này là sẽ có ít nhất là 2 cần hoa nhé cô chú anh chị nhá. Ít nhất 2 cần hoa. Và độ bền của hồ điệp thì cô chú anh chị biết rồi, độ bền của nó bao giờ cũng trên 2 tháng. Thấy những cây hồ điệp rất là khỏe như vậy này, những cây hồ điệp khỏe, rất là đẹp và đang đều có hai nụ. Em bán với giá là 60.000 cho một cái chậu hồ điệp này. Mặt bông của dòng lan hồ điệp vàng công chúa đây cô chú anh chị nhá. Màu sắc đây là một trong những cái màu sắc gọi là hot nhất trong những ngày Tết đấy ạ. Cái sắc sáng và rất là vàng khi cô chú anh chị để trong nhà thì nó sẽ rất là tươi sáng. Tiếp sang bên này đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, những cái chậu lan thuần. Em đã chia ra theo từng hình rồi với cái giá rất là rẻ luôn để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Đặc biệt là những cái cây kiếm va, những cái chậu kiếm va đã thuần rồi và những cái mặt bông này thì phải nói là rất là xuất sắc. Mà giá của hiện thời điểm hiện tại thì nó phải nói là cực kỳ là rẻ cô chú anh chị nhé. Những cây kiếm thì nói chung là hoa nó rất là bền. Mà ngắm kiếm thì không chỉ ngắm cái thân lá mà ngắm cái mặt bông mà còn ngắm cái thân lá quanh năm luôn. Đấy thì ở đây thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình lan một cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo. Ở đây là hình dáng hương đuôi cáo số 1 này. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em 4 cây cáo tươi giói và hàng lá xếp to đẹp như vậy. Xin phép bán với giá là 140.000 cho hình đuôi cáo số 1 nhé. Về là một chậu cực đẹp luôn. Hình đuôi cáo số 2 cũng là 4 cây to cô chú anh chị ạ. 4 cây rất là to. Hình này em cũng xin phép bán với giá chỉ có 140.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình này có 6 cây nhỡ nhỡ tầm tầm vừa sinh luôn, với giá em bán là 150.000. Hình số 4, 14 cây cáo luôn ạ. 14 cây cáo xinh đẹp luôn như thế này. Đấy cô chú anh chị này. Đó, cây chọn từng cây, chọn lựa từng cây một rất là xinh. Ở đây có một cây cẩm báo chứ, trong cái lô này có một cây cẩm báo. Và cái lô này em bán với giá là cũng 140.000 thôi. Đó, sang hình tiếp theo ạ, là cái giỏ dáng hương đuôi cáo thuần này cô chú anh chị này. Cực kỳ là mướt luôn, những cây cáo thuần lá xếp về cô chú anh chị trong 1-2 năm có thể tạo ra những tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Cái chậu cáo này thì em bán 230.000 cô chú anh chị nhá. 230.000 cho cái chậu dáng hương đuôi cáo số 5. Chậu số 6 này. Chậu số 6 đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. 2, 3, 6 cây cáo tất cả lá xanh mướt đi ngọn rất là đẹp. Đây là hàng trồng thuần của vườn nhà em nên là cô chú anh chị cứ yên tâm luôn nhé. Về treo đảm bảo 100% là ở vườn chỗ cô chú anh chị nó sẽ rất là yên ổn mà phát triển luôn ạ. Cái chậu này em bán là 250. Sang bên này đây sẽ là hình số 7. Giò này cũng là 6 cây tất cả, cái bản lá căng mướt và tròn vo rất là đẹp luôn, bản lá to rất là đẹp luôn. Đấy, có 6 cây, có cây bản lá rất là đẹp. Chậu này em cũng bán với giá là 250.000. Và sang hình tiếp theo, đây cô chú anh chị nhìn cho em. Cây cáo rất là đẹp luôn. Cái chậu này là chậu số 8. Chậu cáo số 8 này có 2, 4, 5 cây cáo của chú anh chị ạ. Xếp thẳng, xếp đứng thẳng như vậy. Và 5 cây cáo này em xin phép bán. Hình này em xin phép bán 250. Bên này sẽ là một cái giò dáng hương đuôi sắc. Dáng hương đuôi sắc em bán 150.000 cho một chậu.
Tiếp sau sẽ là những cái cây giáng hương đuôi chồn. Thì ở đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giáng hương đuôi chồn, một cái bông đuôi chồn mà nó nở lạc mùa đây cô chú anh chị này, hoa rất là đẹp luôn. Đây là một cái chậu chồn xấu xí của nhà em ạ. Một cái chậu chồn xấu xí của nhà em đây cô chú anh chị, hoa nó rất là bền. Hoa nó rất là bền luôn cô chú anh chị nhá. Độ bền của nó là phải tầm tháng, hơn 2 tháng. Đấy. À, cây giáng hương đuôi chồn, cây này không có đẹp nha, cây chưa đuôi chồn ở trong chậu này của em thì nó rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Cái hình số 10, hình số 10 cái chậu chồn này có tất cả là 3 cây rất là đẹp luôn, mướt như thế này. Em bán giá 200.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 11, chậu này có tất cả là 5 cây chồn nhá, đẹp. Có cây bản lá rất là to và đẹp luôn, xanh mướt như thế này. Chậu này em bán cũng 200.000 và tiếp theo sẽ là hình số 12. Em cũng bán 200.000 đấy ạ. Và hình số 13. Hình số 13 cũng là 200.000, tùy cô chú anh chị chọn lựa nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14, em cũng bán 200.000. Sang bên này sẽ là những cái chậu trầm tím hàng rừng, được coi là cái mặt hoa gọi là thơm nhất trong tất cả những dòng hoàng thảo cô chú anh chị. 1kg trầm rừng hiện tại giá trên 1 triệu. Đấy, cái chậu trầm rừng này có khá là nhiều mầm, bán với giá là 150.000 cho chậu 15. Chậu số 16 cũng với giá là 150.000 ạ. 150.000 cho cái chậu trầm này nhá. Và tiếp theo là cái hình số 17. Hình số 17 một cái bảng trầm chi chít là mầm luôn ạ. Giá em bán cũng chỉ có 150.000. Đấy, tùy cô chú anh chị muốn lấy chậu hay lấy bảng tùy nhá. Hình tiếp theo là hình số 18, cái bảng này em bán có 120.000 thôi. Và hình tiếp theo là hình số 19 có 140.000. Và hình số 20 120.000, và hình 21 em cũng bán có 120.000 thôi. Đấy. Và sau bên này sẽ là những cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố. Những cái giò này em nghĩ rằng có thể tạo cho cô chú anh chị một cái tác phẩm, một cái suối hoa phải nói là vô cùng là đẹp trong Tết cũng như là xuân tới này cô chú anh chị nhé. Dòng hạc vĩ thiên cung lự bố này thì đây là những cái cây mà nó là cây ươm ki. Và những 1-2 năm trước thì vài năm trước ấy, em được bán đầu tiên là hàng nhập ở bên Thái về một thân. Một thân như thế này thôi rơi 150.000 cô chú anh chị ạ. Đấy, đó là dòng thiên cung lự bố. Và đây là cái mặt hoa của nó này. Hoa này thì nó khác với cả hạc vĩ bình thường cô chú anh chị nhá. Cái môi của nó sẽ rất là lớn chứ không phải là môi nhỏ như cái hạc vĩ bình thường. Nên nhìn cái là khi mà sổ hoa đặc biệt hoa của nó sẽ tím đậm như thế này. Đấy. Đây là cái chậu mà một cái chậu giò thanh lý hàng xấu xí trong vườn nhà em. Đấy, hoa của nó đậm như là cái giả hạc Pháp ấy cô chú anh chị ạ, nhưng mà nhìn cái môi là mình phân biệt được luôn. Nhìn cái môi của nó mình phân biệt được luôn ấy cô chú anh chị. Đấy, thì cái giò như thế này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị có thể có một cái giò lan cực kỳ là rực rỡ rồi, mùa xuân tới này nó rất là nhiều thân ạ. Thân dài và đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Đây, cái giò này mười mấy thân ạ, em bán 220.000 cho cái hình số 22 nhá. Hình tiếp theo là hình 23 này. Dạ. 23 vô cùng đẹp luôn. Xum xuê như thế này. Mập nú luôn. Em bán cái hình này cũng với giá 220. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Giò 24 cô chú anh chị cứ ngắm kỹ đi và chọn lựa cho mình cái giò lan đẹp ưng ý nhá. 24. Hình số 24 này em bán với giá là 240.000. Và hình số 25 cũng là 240.000. Siêu sum xuê luôn, khoảng đến tầm mười mấy 20 thân gì đó. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26. Chậu 26 đây ạ. Giá em bán là 220.000. Và giò 27 230.000. Đó, 230 rất là sum xuê. Và hình số 28 đây. Hình số 28 thì cái giò này cũng khá nhiều thân nhưng nó ngắn, em bán 140. Và hình 29 thân mập nú luôn. Dạ. Mập nú luôn cô chú anh chị nhá. Giò này thì một suối hoa thôi rồi, thân rất là to. 2 4 6 8 cũng mười mấy thân. Mười mấy thân ạ, thân rất là to và đều như vậy. Cái giò này em bán 240. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái chậu 30 này này cô chú anh chị này. 30 với giá cũng 220.000 ạ. Và 31 này. Giò 31 đây nhá cô chú anh chị nhá. Đây. Giò 31 này với giá 200.000 ạ. Và hình số 32 em bán với giá 220.000. Sang bên này sẽ là dòng trầm trắng. Cái dòng hoa mà đây, từ cái thân của nó xanh biếc rồi. Hàng chuẩn mặt bông cây giống bởi vì nó là hàng ươm ki hết cô chú anh chị nhá. Hoa trắng không tì vết luôn và đã là trầm thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Cực kỳ là thơm đúng không ạ? Dòng trầm là dòng thơm nhất trong tất cả cái dòng hoàng thảo mà.
Giò này 4 thân dài và đẹp như thế này. Em bán cái dậu này với giá 140. Trước đây thì cái giò như thế này chắc phải rơi vào ít nhất là 400, bởi vì trước đây là người ta bán theo thân cơ cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 30, hình số 33A, và cái dậu này em cũng bán 140. Hình số 34, hình số 34 cũng là 140. Hình số 35 cũng là 140. Hình số 36 đây, 140. Hình số 37 cũng là 140. Và hình số 38 đây. Nói chung là chậu thì rơi vào ít nhất là 4 thân. Chậu này em bán cũng 140. Và hình 39 ạ, 140.000. Và hình tiếp theo, hình số 40 là 150.000. Rất là đẹp đây. Và hình tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 41. Hình số 41 này em bán cái chậu này với giá là 100, cũng là 140.000. Sang bên này sẽ là những giò hoàng thảo vôi. Đây là dòng vôi Bắc cô chú anh chị ạ. Thân nó rất là vàng óng và đẹp, với sắc hoa nó sẽ rất là đậm đà nhé. Cái giò này rất là đẹp như vậy. Dòng vôi ấy thì là một trong những dòng lan hoàng thảo, nó hương thơm, nó chỉ đứng sau trầm. Đấy. Nên là mối giò như vậy thì đủ ướp hương cả cái không gian luôn ạ. À. Em bán 160 cho một chậu vôi, giò vôi này. Tiếp theo sẽ là cái hình vôi 43. Giò này em bán là 140 nhá. Và hình vôi 44. Giò này em bán với giá là 150 này, rất là nhiều thân. Và vôi 45. Vôi 45 em bán với giá cũng 140 ạ. Và sang bên này sẽ là những giò long tu xuân. Long tu xuân ở những nơi ấm thì có thể nở hoa Tết ạ. 46. Với giá em bán 150.000. Cái dòng này thì hoa rất là sai bông. Và hình số 47. 47 này cũng với giá là 160. Và 48. Thân đanh và rất là khỏe đẹp luôn. Cái giò này em bán là 150. Thì tiếp theo sẽ là 44, cũng là 150 này. Và 45, vôi 45 cũng với giá là 100. Cái giò này với giá 150. Và tiếp theo sẽ là cái dòng 4 giò. Đây là giò 49, 49 cô chú anh chị ạ, 150.000. Và hình tiếp theo đây là 50. 50 với giá em bán là 150.000. Và đây là 51, là một cái giò hạc vĩ rừng với cả cây thập hoa. Cái giò này em bán là 130. Giò tiếp theo, hình tiếp theo là 52, cũng là một giò hạc vĩ rừng với giá em bán là 120. Sau bên này sẽ là những cái cây lan kiếm của chú ý chị nhé. Cây kiếm đã trồng thuần trong chậu và những cái mặt bông kiếm va cực kỳ là đẹp ạ. Trước mặt cô chú anh chị đây sẽ là những cái cây kiếm gì ạ? Sơ mi coco, một cái mặt bông mà trước đây người ta bán mỗi một thân vài triệu. Sơ mi coco, cái mặt bông rất là đẹp. Đây ạ. Cái dòng này không chỉ đẹp mặt hoa mà cái thân của nó cũng là dòng thân thủ, gần như là to như cái lô hội mặt bông kiếm va của dòng Tiên Vũ. À lô hội, nhưng mà cái thân của nó ấy, nó gần to như là cái dòng kiếm Tiên Vũ luôn. Là mặt bông rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Nói chung là trước đây là một cái thân như vậy là rơi vào khoảng tầm 3 triệu cho một cái thân. Sơ mi coco này này, rất là đẹp nhá. Và ở đây hiện tại thì em có một cái chậu sơ mi coco này này, hai thân ạ. Bản là láng tít rất là đẹp, hàng chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị mình với giá chỉ có 170 nhá. Và tiếp theo ạ, sẽ là cái chậu bình an kiếm. Cái mặt bông của bình an kiếm cũng phải nói là rất là xuất sắc. Bình an kiếm với sơ mi coco là những cái mặt bông gọi là đẹp mê ly cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. Đấy. Bình an kiếm, cái chậu bình an kiếm này là nó có 3 thân này cô chú anh chị này, hai thân cao và thêm một cái thân cũng đã mở lá ở dưới này rồi. Chậu này em bán với giá là 210.000 nhé, cho chậu bình an kiếm này. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số cũng là bình an kiếm, cái chậu này là chậu số 55. Chậu số 55 là có hai thân ạ. Hai thân bình an kiếm nhé. Hàng này đã trồng thuần ở trong chậu rồi. Bình thường hiện tại giá trên thị trường không dưới 100.000 cho một thân đâu cô chú anh chị ạ. Ở chậu này thì em xin phép bán có 170 thôi. Hình tiếp theo hình 56 bình an kiếm. 56, chậu này hai thân to, mập, rất là đẹp. Em bán với giá 180.000. Và sang hình tiếp theo là hình tiếp theo là hình số 57. Cũng là một giò bình an kiếm. Em bán cái giò bình an kiếm này với giá là hai thân nhé, 200.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cũng là bình an kiếm. Giò này cũng là hai thân, lá láng tít và lá to đẹp. Cái chậu này em cũng bán 200.000. Sang hình 59 cũng là bình an kiếm. Trời ơi, cái mặt bông của bình an kiếm, mặt bông của bình an kiếm thì phải nói là rất là mê luôn. Hai thân rất là đẹp ạ.
Hai thân rất là đẹp đây cô chú anh chị nha. Thân này đã bắt đầu lên măng rồi này cô chú anh chị này. Giò này em bán với giá cũng là 200.000 nhá, cho chậu 59 Bình An Kiếm 59. À đây là Taiwan chứ. Đây là cái giò kiếm Taiwan cô chú anh chị ạ. Giò Taiwan, cái mặt bông của Taiwan đây cô chú anh chị này. Đây là một Taiwan 4, là một trong những cái mặt bông kiếm Thái cần hoa rất là dài và rất là thơm. Đấy. Taiwan ạ. Và cái chậu Taiwan này thì hai thân nó gần như là bằng cái rất là to mập. Cái chậu này em xin phép bán với giá 180 thôi ạ. Và hình tiếp theo cũng là Taiwan, chậu này cũng là hai thân. Em bán cái giò này với giá là 160 nhá. Và Taiwan hình 61. Hai thân rất là to mập luôn. Hiện tại cũng lên một cái mầm rất là đẹp rồi, em bán cũng 180. Tiếp theo sẽ là 6 ai, cũng là một cái chậu Taiwan, Taiwan 4. Chậu này cũng là hai thân tơ tít đi ngọn rất là đẹp, em cũng bán là 180. Sang bên này sẽ là cũng là chậu Taiwan, kiếm Taiwan 4. Dòng này thì hoa rất là thơm, hoa thơm cô chú anh chị nhá. Thì này có 3 thân ạ, à, em bán 200.000. 3 thân, hai thân lớn và một mầm. Và tiếp sang bên này đây cũng là Taiwan 4. Cái giò này em cũng bán với giá là bao nhiêu ạ? Giò này em xin phép bán 140. Và hình tiếp theo là Taiwan 65. Cái giò này có tất cả là 3 thân nhé. Đấy, em bán cái giò này với giá là 200.000. Và sang bên này sẽ là cái chậu lan kiếm vàng tuyên quang. Vàng tuyên quang cũng vậy cô chú anh chị ạ, cần hoa của nó rất là dài. Cần hoa rất là dài. Đây là những cái giò kiếm vàng tuyên quang này cô chú anh chị này. Đấy. Cái chỗ này này có 3 thân kiếm vàng tuyên quang nhé. Ba thân rất là thân thủ, rất là đẹp luôn. Em bán cái giò này với giá là 200.000 cho ba thân này. Là hình 66, hình 67. Chỗ này cũng là hai thân với cả một măng bên này này. Đấy, thân rất là dài và đẹp luôn. Cái hình này em bán với giá là bao nhiêu ạ? 150.000. Tiếp theo sẽ là hình số 62. Hình này có hai cái măng như thế này. Em bán cái hình này với giá 140, là hình 68. Và bên này sẽ là những đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Mắc quả mắc mật của vùng Cao Bằng thì cái gia vị rất là tuyệt vời, thì giá em bán là 120 một kg quả mắc mật khô nhé các chú chị nhé. Sấy khô và bên này sẽ là chuối hột khô với giá 100.000, đậy mũ tần với giá 120, nấm ngọc cầu với giá 150. Và tầm gửi cây chanh em bán 220, tầm gửi cây nghiến 190 và măng lưỡi lợn với giá 200.000, hoàng tinh 200.000 cho một túi 1 kg. Sang bên này đây thì em có vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg. Hàng khô cong và được rất là nhiều. Và bên này sẽ là giớn vụn với giá lệ thể mà trồng lan rất là tốt, em bán với giá 40.000 trong kg. Sang bên này sẽ rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Atonic là 10.000 cho một gói nhé. Duy xanh là 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho cặp. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá em bán là 30.000 cho một lọ. B12 lại B12 đây. Super thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ nhé. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và phân bón dạng túi lọc một cái hộp như vậy với ít nhất với 20 túi lọc bên trong. Cung cấp dinh dưỡng cũng như kích dễ rất là tốt với giá em bán 35.000 cho một hộp. Kinbun đặc trị khối nhũn 25.000 cho một gói. Chisodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Và một cái túi như vậy là 1 kg với giá là 50.000. Và một hộp như vậy 1 kg với giá 130. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m và dao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Và đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng. Cái sản phẩm này em bán là 35.000 cho một túi nhé. Cái sản phẩm này thì khi mà cô chú anh chị sử dụng có thể trộn với cả giá thể hay là bón một cách trực tiếp cho cây. Nó được nén viên rất là chặt nên là khi mà cô chú anh chị sử dụng nó và tưới nước thì thoải mái luôn cô chú anh chị nhé. Bởi vì nó sẽ không, cái phân này nó sẽ không bị mủn ra, nên là tạo cái độ thoáng cũng như là thoáng cho cái giá thể và đồng thời cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Và cái phân này này nó sẽ tan rất là chậm, chính vì vậy mà nó sẽ cung cấp dinh dưỡng một cách tối ưu và trong cái thời gian rất là dài. Đấy, một cái sản phẩm em nghĩ là cực kỳ là hoàn hảo để mà cho cây phát triển. Sản phẩm rất là lành tính mà sử dụng rất là tốt đối với lại cây nhé. Em bán với giá chỉ có 35.000 thôi. Và sang bên này đây thì em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có nhiều tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú chị cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời ạ. Giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi.